đang được thưởng thức chất âm rất là tuyệt vời của cặp loa nổi tiếng với thương hiệu Chiyo Kengot model NS990 đến từ Nhật Bản. Đây là một cặp loa trong phân khúc bass 32-33 nổi tiếng và có cấu hình gấu nhất hãng. Và chúng ta cùng khám phá lại cấu hình của model NS990 trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Trong đoạn clip này chúng ta sẽ thấy được rằng với phân khúc tầm tiền, tôi lưu ý với quý vị ngay từ đầu đoạn clip hoàn toàn nó sẽ không có đối thủ để so đo về chất âm cũng như về cấu hình. Và tại sao tôi lại nói như vậy thì chúng ta cùng khám phá trên cặp loa Chiyo Kengot model NS990 với bát súp đường kính 33cm màng trắng tinh khôi nổi tiếng. Và với chất âm chúng ta có thể thấy được rằng đây là một trong những dòng loa có uy lực của giải trầm mạnh mẽ. Và sự thể hiện chi tiết của phần trung âm cũng như giải check mang lại chất âm cực kỳ là tuyệt vời. Với cấu hình của cặp loa có thể chơi được đa dạng các thể loại nhạc, từ nhạc vàng, nhạc trữ tình hay nhạc bolero, thậm chí nhạc sàn hay nhạc remix, chúng ta sẽ thấy được rằng nó cực kỳ là ưu việt về các dòng nhạc hiện có trên thị trường audio. Điều đầu tiên thì tôi mời quý vị cùng trải nghiệm với giải trầm của cặp loa này. Rất là ấn tượng, hướng rất sâu và rất mạnh mẽ. Xứng đáng với phân khúc tầm giá như tôi đã nói ngay từ đầu đoạn clip.
Với chất âm cũng như cấu hình của cặp loa này trong phân khúc tầm giá hoàn toàn sẽ không có đối thủ, mời anh em cùng quan sát lại một lần nữa. Được trang bị phần thùng vân gỗ nặng màu nâu vàng, sang trọng bậc nhất trên giới audio của các dòng loa mà chúng ta thấy được rằng với vân thùng gỗ, quý vị có thể quan sát rằng nó rất là đẹp khi kết hợp trưng bày cho những căn phòng khách lớn với chiều Kenwood NS990. Sở hữu chiều cao 68, chiều ngang 38,5cm trên cặp loa có trọng lượng nặng khoảng 60kg. Với công suất trung bình đại diện trên từng củ loa cho cặp loa này ở ngưỡng nhỏ nhất 200W. Và được trang bị một bát siêu trầm, đường kính miệng của nó tới 33cm. Đó, quý vị quan sát cặp Pioneer 1.180 3 mã nằm phía bên phải và chúng ta so sánh về cặp chiều NS990 về trực diện trước máy quay. Với màng bát trắng tinh khôi, xương đúc và sở hữu bộ gân vải. Gân của nó là gân siêu mềm. Chúng ta cùng quan sát này, tôi sẽ quay gần này. Đó, quý vị nhìn tinh nhé, tôi bắt đầu zoom cái máy này. Đó, nó rất là mềm. Gần mềm như là vải áo, chỉ cần chạm nhẹ tay thôi đã đung đưa rất là tốt. Đây là quả bát súp hạng nặng với đường kính 33 phân, xương đúc và nó có cái nam châm từ ống rất là lớn. Trong đoạn clip trước tôi đã review phần nội thất cũng như trên Facebook tôi đã chụp chi tiết từng cái củ loa. Với nam châm từ nó rơi vào khoảng trên 16 phân và nó sâu gấp 2. Nam châm từ ống nó sâu gấp 2 những cái nam châm thường. Và đồng thời chính lõi của nam châm được trang bị phía sau một khối thép tròn rất là lớn, ở đây gọi là đối trọng. Như trên những cặp Onkyo thì chúng ta thấy được rằng nó được bắt nguyên một cục, tôi thấy rằng nó bắt nguyên một cái cục chì ở phía sau của loa. Và với Chio Kenwood thì nó lại được bắt nguyên một cái lõi thép rất là to và xuyên con ốc ra phía sau thùng loa. Đây là gọi là hệ thống đối trọng của giải trầm khi mà được đáp ứng theo cấu hình cầu kỳ và phức tạp. Cũng là hiện đại nhất thì nó sẽ mang lại cho giải trầm thể hiện cực kỳ là tuyệt vời. Và đồng thời không riêng gì bát lớn, củ từ ống hết tầm chơi. Và đối trọng chúng ta còn thấy được một điều nữa, tại sao mà kết hợp nhiều yếu tố để mang lại cho giải trầm nó thể hiện tuyệt vời thì chúng ta cùng quan sát. Ở phía dưới chân của nó là một cái ống hơi hình ma trận. Nếu như thông thường thì chúng ta sẽ thấy được rằng nó là chỉ một cái ống hơi tròn tuỗng thông thường. Đó, và trên Chio NS990 này thì nó lại được trang bị nguyên một cái lõi ở phần giữa và phần âm bát sẽ được điều chỉnh đi theo vòng xoáy trên cái ống hơi ma trận này đi ra. Bởi vậy nó sẽ mang lại cho tiếng trầm xuống rất là sâu và rất là mềm mại và đồng thời mạnh mẽ. Nó có thể so đọ với bất kỳ cặp loa nào ở phân khúc bát 30. Ví dụ như là HPM100 của Pioneer hoặc là JBN từ những model cỏ cỏ 4312 thậm chí cho tới N100 Century. Như vậy chúng ta đã thấy rõ được ưu điểm và nhược điểm của quả bát siêu trầm trên cặp Chio Kenwood NS990 này. Nó có thể vượt xa rất là nhiều những model thông thường. Phần bên trên là một quả trung âm xương đúc với đường kính miệng của nó là 16cm, sở hữu gân vải tẩm dầu và cũng được trang bị phần từ đối trọng về phía sau lưng, cái lam châm từ gần bằng mặt loa. Một quả chắc còi gang với đường kính miệng 12cm. Đây là những quả chắc còi rất là có giá trị và trên thị trường thì chúng ta thấy rằng để mua dòi được những cặp còi này của nó rất là đắt. Thậm chí tiền cặp còi này nó có thể bằng một cái cặp loa thông thường rồi. Và trên cặp LS990 này cũng được trang bị, chúng ta thấy được rằng ba tuyến loa để so sánh thì nó là gấu hết tầm chơi. Bảng phân tần của nó rất là lớn, tương đương như là một cái quyển vở của học sinh. Và trang bị bảng phía mặt trước thì chúng ta thấy được rằng model Kenwood NS990, tất cả chúng ta lưu ý rằng tại sao tôi lại gọi rằng Chio và Kenwood thì tất cả hệ thống củ loa đều được trang bị củ Chio toàn bộ, bởi vì Chio và Kenwood tiền thân thì là một hãng đến từ Nhật Bản. Hai cái volume điều chỉnh, một cho giải check, một cho giải trung âm. Về phía dưới chân mặt trước chúng ta có thể hiệu chỉnh tuyệt đối cho giải mic cũng như là giải check trên cặp loa này. Mỗi một củ loa ở đây thì trong đoạn review cũng như là trên bài đăng trên Facebook thì tôi đã giới thiệu chi tiết. Mỗi một củ loa này được trang bị lớn tới 100W. Bởi vậy nó sẽ rất là mạnh, mặc dù công suất tổng khi phối ghép âm ni thì nó lại không ăn công suất quá lớn. Và hiệu suất âm thanh thì chúng ta có thể thấy được rằng nó mang lại cho người nghe chất âm cực kỳ là mạnh mẽ và chi tiết tới từng nốt nhạc trên cặp loa. Có vóc dáng tương tự như HPM100. Đó, bát trắng tinh khôi. Nó là những dòng HPM hay là JBN thì chúng ta thấy rằng nó rất là quen thuộc. Và đường kính bát to hơn tôi đã phân tích kỹ cũng như phần đối trọng.
ưu điểm hơn thì chắc chắn rằng anh em chơi HPM thì giải check này thì với NS990 này thì hoàn toàn sẽ không so đo được, là điều không bàn cãi rồi. Check nó đắt hơn nhiều lần và thể hiện chất âm thì nó cũng hơn được nhiều lần. Trung âm to hơn, bass 33 to hơn, bass từ ống ở dày gấp 2, có đối trọng, ống hơi ma trận. Đó, tôi phân tích rất là kỹ. Và khi mà nói tới một cặp loa thì nhiều anh em còn đang là lơ mơ, còn chưa hiểu gì tại sao là cặp loa nó làm như thế này, như thế kia. Và trong những đoạn clip này thì dù rằng chúng ta có cơ hội sở hữu hay không thì tạm thời tôi không nhắc tới. Nhưng dù sao chúng ta cũng thấy được rằng với những tuyệt phẩm loa mà được người Nhật đã nghiên cứu và phát triển dựa trên nền tảng gốc của HPM100 hay là bản là 100 Century, những model cũng khá là nổi tiếng và quen thuộc và cũng khá là đắt đỏ, thì trên NS990 chúng ta lại thấy được rằng nó rất là tuyệt vời. Mặc dù với phân khúc tầm tiền thì nó lại không quá đắt đỏ như là JBL hoặc cả Pioneer, nhưng độ gấu cũng như chất âm thì hoàn toàn nó lại không thua kém, và thậm chí nó lại có một phần như tôi phân tích trong đoạn clip này thì giải check của nó lại ưu việt hơn, thì điều này chúng ta không bàn cãi. Một cặp check này anh em mua rời ở thị trường nó rất là đắt ạ. Tôi theo như tôi được thấy thì có bèo nhất thì cũng phải 6 triệu rưỡi cho tới 7 triệu rưỡi một cặp loa check còi đạn này. Bởi vậy chúng ta sẽ thấy được rằng ở ngưỡng chỉ chênh lên so với cặp Boss 301 Series 3 một tí chút thôi, chúng ta sở hữu cặp loa này thì anh em thấy rằng có đáng đầu tư và đáng bỏ tiền ra để mua, để chơi, để sưu tầm hay không thì chắc chắn chúng ta là thấy rõ. Đó, thương hiệu thì là quen thuộc thôi. Nếu như thương hiệu mà anh em chỉ cần JBN thôi, chỉ cần cái chữ JBN mà nằm trên cặp loa này và một cái tên cho tôi là JBN thôi, thì tôi chắc chắn rằng quý vị sẽ phải bỏ ra gấp vài lần tiền nữa để sở hữu được cấu hình cũng như chất âm như NS990. Xin chân thành cảm ơn luôn dành cho những anh em có phong cách màu nẹ nhất với ưu đãi tốt nhất trên kênh của mình. Và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại thưởng thức với một vài giai điệu quen thuộc nữa mà tôi hay thường test trên kênh, để chúng ta sẽ thấy được ưu việt của cặp loa NS990. Quay gà dầm hỏi 500 ông bạn đại ngồi, đồ ăn vừa nóng vừa thổi, xe chở